trong kinh điển đại thừa, Phật nói rất hay, nếu quý vị thật sự hiểu, thật sự quay đầu thì quý vị thành Phật. Đại sư Huệ năng nghe kinh một lần là thành Phật. Mỗi người chúng ta nghe kinh một lần cũng có thể thành Phật vậy. Nhưng vì sao chúng ta không thành? Vì chúng ta không chịu buông bỏ quý vị đọc kinh điển đại thường quý vị đều biết mọi người đều có thể nói được điều này đơn giản thôi chỉ cần buông bỏ chấp trước tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thì chứng a la hán thế nhưng quý vị vẫn chưa chứng được chứng a la hán thì có được sáu thần thông bây giờ chúng ta đều giống nhau đều không chứng được thần thông nếu buông bỏ được phân biệt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thì quý vị chứng được quả vị bồ tát nếu buông bỏ được khởi tâm động niệm thì quý vị thành phật quý vị thấy đơn giản như vậy đó nhưng tại sao lại không chứng Bởi chúng ta không buông bỏ được Vì sao không buông bỏ được Vì không hiểu Không nghe hiểu Vì sao Đại sư Quậy năng buông bỏ được Vì Ngài nghe hiểu Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề Vì sao buông bỏ được Vì Ngài đã thật sự hiểu Cho nên kinh này thật sự là như vậy. Trong kinh Bát Nhã Phật thường nói, có người lấy thất bảo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để làm bố thí, người này phúc đức rất lớn. Đây là bố thí của cải. của cải nhiều bao nhiêu, thất bảo đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, quý vị lấy làm bố thí. Phật nói. Không bằng công đức của người vì kẻ khác mà nói bốn câu kệ. Vì sao vậy? Vì nếu họ được thất bảo để khắp tam thiên đại thiên thế giới Thì họ là người giàu nhất trong đại thiên thế giới Không phải là người giàu nhất Hồng Kông Cũng không phải là người giàu nhất trên trái đất Mà là người giàu nhất trong đại thiên thế giới Nhưng họ sẽ không thoát được luân hồi lục đạo nhưng nếu họ nghe hiểu được bốn câu kệ rồi là họ đã thành phật đã ra khỏi mười pháp giới đã ra khỏi luân hồi lục đạo như vậy làm sao so sánh được đây ý nói rằng bố thí của cải không thể xếp ngang hàng với bố thí pháp nhưng nếu người bố thí Pháp đó Nghe mà không hiểu ý nghĩa Thì cũng bằng không Của cải họ được thọ dụng Nhưng Pháp không được thọ dụng Quý là ở chỗ họ hiểu được Buông bỏ được Thì họ có thể kế nhập cảnh giới của Phật Buông bỏ được thì tội sẽ tiêu hết Chỉ ở trong một niệm mà thôi Nhưng quý vị đừng nản lòng Ở trước tôi có giảng qua Giống như Phật Thích Ca Đại sư Huệ Năng Rất đáng để mọi người khâm phục Vì sao vậy? Vì các ngài có thể nhất thời đốn xả. Buông bỏ trong chốc lát Lại có người 5-3 năm mới buông bỏ Có người 7-8 năm mới buông bỏ Có người 10-20 năm mới buông bỏ Có người 3-40 năm mới buông bỏ Cũng có người 5-60 năm mới buông bỏ Điều này trong sử sách ghi lại rất nhiều những người này rất giỏi Họ nắm giữ không buông Họ không thể buông bỏ một lần được Họ buông bỏ từng ngày Buông bỏ từng năm Buông bỏ đến thời gian nhất định nào đó Họ giác ngộ rồi Thì có thể buông bỏ hết những cái còn lại Phương pháp này chúng ta hy vọng sẽ làm được chúng ta học kinh phật rồi mà không thực hành vậy là chẳng được lợi ích gì cả phải thật sự là mới được